Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu với mọi người một mẫu đá nhân tạo. Mẫu đá nhân tạo này dài chừng 1/8, nhưng mà nó có hai tông màu nha, tông màu vàng và một tông màu cái này hơi nâu nâu, giống như màu phôi bốn mọi người. Cái tông màu vàng là cái những hạt óng ánh màu vàng nha, rất là đẹp. Do hôm nay mình quay nó không được rõ thôi, cái máy của mình đây để cho anh đúng. Những cái dòng đá nhân tạo này thì độ dày của nó thì nó mỏng hơn, thì nó mỏng hơn là cái đá tự nhiên nha. Đá tự nhiên granite với marble rồi người ta làm nó dày hơn. Dòng nhân tạo này thì mọi người làm thì không cần phải chống thấm đâu, mình thấy nhiều anh em người ta làm không có cần phải chống thấm. Cái này làm mấy cái quầy bar đó mọi người, và làm có người cũng làm bếp hoặc ốp ở trong nhà, nhưng mọi người ốp thì ốp ở trong mát nó vẫn hay hơn nha, thì đá tự nhiên. Chứ còn đá nhân tạo thì ốp ở ngoài thì lâu ngày nó cũng bay màu nha. Đây, mình cứ quay sát sát mọi người xem nha, coi cái hạt của nó nè, nó bị mất màu rồi đó. Mấy cái dòng đá này quay chỉ cần nhích nhẹ tay thôi là nó sẽ bị mất màu nha mọi người. Đó, lấy lại màu nha. Mọi người có thích cái mẫu này á, thì chút nữa comment bên dưới nha, hoặc là sau cái video này mình sẽ cập nhật số điện thoại của kho lên á, để mọi người tiện liên lạc và mua nha. Dòng đá này nhìn vậy chứ rất là đẹp nha. Những cái óng ánh màu vàng á mới gọi là hạt, là nó làm rất là đẹp. Cái này chỉ cần mọi người thắp đèn lên nó rất là sáng nha, óng ánh vậy đó. Tấm đá mọi người thấy do mình quay sao bị mất màu, để mình chỉnh theo cái độ đấy của nó là đấy. Rất là khó. Và hôm nay mình chỉ sơ lược cái mẫu đá nhân tạo cho mọi người xem thôi. Mọi người thích thì có thể lấy số điện thoại của kho điện và mua nhé. Thôi, mình xin tạm dừng clip ở đây. Hẹn gặp lại mọi người. Rất là sáng luôn á. Bye bye nha, ngày mai mình sẽ up clip mới lên cho mọi người xem.